Dạ, gửi 2.470.000 là tương đương với 100 đô. Dạ. Người đó ở Mỹ chứ sao? Dạ. À, rất là mong anh là Bồ Tát gia hộ cho anh, Đức Phật che chở cho anh để anh làm được nhiều công tác thiện nguyện này, và em sẽ sẵn sàng luôn đồng hành cùng với anh nếu như anh. Chào các cô chú anh chị, hôm nay cây cầu xã Mỹ Thuận này, chuẩn bị đổ mang cá dưới cái đà nước. Đây là cái đà nước, cái nhà sắt dày trơn luôn. Đà nước này bề ngang 1 mét mấy, bề cao 1 mét, yeah, cao 1 mét, bề ngang 1 mét 2, dạ, yeah, dài 4 mét rưỡi. Lực lượng cái vàng này luôn. Cao 1 mét gì đó. Dạ. Ngang 1 mét 2, dài 4 mét rưỡi. Công nhận cái đài nước lực lượng luôn chú. Sông này quá lớn luôn. Chạy đây đâu, đi chắc 3 giờ hay gì vậy? Dạ 4 giờ 40 con đi. Vô tới đây ra nhất này cái cầu chưa?
đây dân hơi ít cả nhà, cho nên đổ bên nào cho xong bên rồi tới bên kia. Bên kia chưa đổ. Nào đổ xong bên đây cái đầu kéo quân về bển cái đổ bển nữa. Có một nhà hảo tâm ở Mỹ gửi tiếp vô cây cầu này $100 cả nhà. Không biết tiền đô $100 đổi ra nhiêu mà bữa đó bên ngân hàng người ta giao tới nhà nó là 2.470.000. Sáng hôm nay có nhà hảo tâm ở Mỹ ẩn danh dạ, gửi 2.470.000 là tương đương với $100 dạ. Người đó ở Mỹ chứ sao?
Rồi chú Sáu có hôm nay cái ngày mà đổ bê tông cầu mùng 6 tháng 11 Nhâm Dần thì cháu có giao cho chú Sáu với gia đình của mấy anh mấy chị có ẩn danh cho chú Sáu là giúp cho cây cầu này 100 đô. Chú Sáu xin nhận cái phần tiền này để mà làm tròn trách nhiệm trong cây cầu từ thiện cho người này cô bác đóng góp. Thì chú Sáu thay mặt cho đội thi công cầu bê tông nông thôn mình dán quảo quốc thành phố Long Xuyên chân thành công chúc cho mấy anh mấy chị và mấy cháu trong gia đình được nhiều sức khỏe, được học thật nhiều, làm các nghĩa ba phước lợi toàn thể nhân loại chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cháu nha. Dạ. Các chồng các con cháu. Dạ dạ. Vậy là mình chia ra hai đội hai bên luôn hả chú Sáu? Dạ. Sáng bây giờ cô bác thấy tất cho cháu. Dạ. Cậu bên bây giờ cũng có dư cô bác rồi chia ra hai bên cho cháu. Dạ. Nếu chia được gì thì màu. Cây cái tết thì cháu giao cậu đó con cho hai cây đi đó. Dạ dạ. Cây cầu Mỹ Thuận này với cây cầu Trung Hòa. Dạ. 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 Báo cháu là mấy gì an tâm. Đây là thiện của anh em cái cầu đó rồi. Dạ. Đây tới tết bà con có cầu đi rồi. Quá lỗi từ từ quý đệ. Dạ chúc nha mấy cháu. Cảm ơn nha. Giờ này bà con cũng lại hết thêm một số người nữa cho nên chia qua bản làm luôn. Chậm chậm ra lỗi từ từ làm gì đi. Hai đội hai bên làm cho mau. Đây là bản Phật giáo Hòa Hảo từ thiện xã hội đội thi công cầu đường nông thôn phường Mỹ Phước thành phố Long Xuyên phối hợp với nhân dân thực hiện thi công.
Thế bà bên kia cũng đang đổ nữa cả nhà. Dạ con chào sư. Dạ. Qua lại từ từ nha, sư nha. Cái nhỏ mà có vỏ á, kêu lớn dữ. Qua lại từ từ. Cái nhỏ mà có vỏ. Hồi sáng anh em ta lại ít rồi, lúc 7 giờ mấy người ta có đông là thành ra cho làm hai bên luôn. Dạ. Sáng anh em đi ăn sáng uống cà phê rồi này kia lại kể. Đá đi. Qua lại từ từ. Dựng cái lên vậy đi. Một tớp bên anh em xúc cát với một bên xúc đá, cũng nhờ anh em rồi thanh niên rồi lại tiếp.
chiếc xe Phật giáo Hòa Hảo từ thiện xã hội, đằng kia có chiếc xe tải là của đội thi công, đội thi công cầu bê tông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo. Đây mình lại mình quay chiếc xe cho cả nhà xem, đây là xe của Phật giáo Hòa Hảo từ thiện xã hội đội thi công cầu bê tông nông thôn phường Mỹ Phước thành phố Long Xuyên, phối hợp với nhân dân địa phương thực hiện thi công. Xe tải của bên đội thi công cầu bê tông. Xe này 3 tấn mấy ra nhà. Nó đổ cái đà nước đầy rồi đó, xong rồi bây giờ tới đổ trong chỗ cái mang cá. Đổ chân mang cá trước. Còn ở trên này nữa ốp học đổ sau. Ốp học đổ chung với cái hai cái trụ á, hai cái trụ lớn ở dưới cái đà trên luôn. Sáng giờ 2 tiếng rưỡi đồng hồ đó, cỡ 3 tiếng ngoài xong. Ở bên kia đà nước cũng xong luôn rồi, giờ tới mang cá. Bên kia đổ cái đà nước cũng xong, mang cá cũng xong luôn đó cả nhà. Đây là con sông chỗ lên chỗ mà núi Ba Thê chạy thẳng vô cầu số 5. Đường này xuống Giang chợ Sóc Xoài với cả nhà. Còn đất Kiên Giang. Cây cầu này bắc bề ngang 3m5. Tổng chiều dài là 70m, luôn cái mang cá, đường dẫn mang cá. Tải trọng 5 tấn. Tổng chi phí là 2 tỷ rưỡi cả nhà. Thì cũng nhờ bên Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thuận với bà con nhân dân địa phương ở đây đóng góp là tổng hết 1 tỷ 3, ý 1 tỷ 2, còn 1 tỷ 3 là bên đội thi công với bên kiến trúc sư thầy giáo Hào trường đại học thành phố Cần Thơ kêu gọi tiếp mà chú Sáu với sư cả chùa Láng Cát thành phố Rạch Giá Kiên Giang cũng có kêu gọi tiếp với chú Sáu, với lại bên các nhà hảo tâm của chú Sáu nữa thì có đóng góp vô tiếp chú Sáu. Ví dụ như có thiếu tiền thì chú Sáu mua triệu người ta, rồi tới cây cầu khác cái chú Sáu đắp qua đắp lại trả cho tiền vật liệu xây dựng cho người ta. Toàn bộ chi phí là của bà con đóng góp không à. Đây tới Tết là hoàn thành cây cầu này rồi, bà con có Tết có cầu đi rồi. Cây cầu này với cây cầu xã Minh Hòa ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Hai cây xong một lượt một luôn. Giờ mình chuẩn bị đi, chuẩn bị qua sông cả nhà.
Đây các vị chụp tấm hình để làm kỷ niệm. Dạ hết. Rồi. Rồi, có một nhà hảo tâm đóng góp vô xây dựng cầu của cả nhà. Giới thiệu về mình hay là khỏi cần giới thiệu? Dạ giới thiệu trước đi hả? Chào tiền. Dạ, dạ, dạ. Cô ở đâu lên? À dạ. Em chào anh. Dạ, Ngô Phật, cảm ơn chị. Dạ. Em tên đầy đủ là Đặng Thị Sim, hiện đang công tác tại công ty Bảo Việt Nhân Thọ Kiên Giang. Dạ. Và em đang quản lý khu vực khởi đoàn đất thì nói chung nói về cái công tác mà từ thiện an sinh xã hội đấy thì em lúc nào luôn luôn cũng ủng hộ. Dạ. Và nhất là ví dụ như làm cầu cống, đường xá, trường học hay là bệnh viện. Ừ, tất cả những cái gì gọi là an sinh xã hội cho địa phương thì lúc nào em cũng luôn ủng hộ. Yeah. À, riêng cái cầu Tứ Thuận này thì bản thân thì đã đóng góp cho cái cầu này là 25 triệu rồi. Yeah. À, cùng với một số anh em nhân viên trong ngành bảo hiểm đấy đã ủng hộ người ít nhất là 500, người nhiều nhất thì cũng đã trên 3 triệu. Yeah. Vâng, và hôm nay thì cũng rất là may mắn gặp được anh. Yeah. Anh giống như một vị Bồ Tát thì đấy, đã cứu cho người dân của rất là nhiều địa phương. Yeah. Có những cây cầu để đi thì hôm nay em cũng gửi tới anh là 10 triệu đồng là gửi thêm cho anh. Yeah. Vâng, về một cô bé tên là Đỗ Thị Thu Thương. Yeah. Cô cũng gửi 1 triệu, anh nhận giùm em là 11 triệu. Yeah. Yeah. Rất là mong anh là Bồ Tát gia hộ cho anh, Đức Phật che chở cho anh để anh làm được nhiều công tác thiện nguyện này, và em sẽ sẵn sàng luôn đồng hành cùng với anh nếu như anh cần em hỗ trợ. Mô Phật, thì hôm nay thì em cũng báo chị gì, thì ngày mùng 6 là tháng 11 thì em đổ bê tông hai cái đò nước và hai cái đế đầu bờ. À. Thì được sự quan tâm của công ty của chị và không, đây là cá nhân và cá nhân của chị đến đây để hỗ trợ tiếp vô cây cầu Tứ Thuận này. Dạ. Thì em sẽ nhận cái phần 11 triệu này của chị và dạ, cái chị gì mới cho đó là 1 Đỗ triệu Thu Thương. Thu Thương. Thì em sẽ làm tròn hết trách nhiệm một tín đồ Phật giáo hòa hảo đối với công dân, đối với quê hương đất nước. Mà cây cầu này cũng báo chị là do nguồn tiền của cô bác đóng góp về các doanh nghiệp. Dạ. Thì em bên là Phật giáo hòa hảo thì bên đội em đảm nhiệm trách nhiệm thi công. Dạ. Thì hôm nay em nhận cái phần tiền của chị và chị cho 1 triệu nhận cái ngày mùng 6. Thì em thay mặt cho đội thi công cầu bê tông nông thôn Phật giáo hòa hảo phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên chân thành cầu chúc cho công ty chị và gia đình của chị và sức khỏe, làm các việc nghĩa mang phúc lợi toàn thể nhân loại chúng ta. Cảm ơn chị. Xin chân thành cảm ơn. Sớm giờ là gần 3 giờ đồng hồ đó cả nhà. Thì đổ cái hai cái đà nước dưới hai cái đế măng cá nè. Thì cũng xong hết rồi đó cả nhà. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Gần 3 tiếng đồng hồ. Đổ luôn hai bên. Thành sông này lớn á, cho nên đi qua đi lại rồi kia anh em cũng đi qua bằng tàu, bằng xuồng á, hơi khó khăn. Yeah.